Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Diệu Nhi chuộng mặc đồ cúp ngực gợi cảm hơn sau tin chia tay anh Tú. Gần đây, Diệu Nhi thường mặc trang phục khoe khéo vòng một và vai trần. Cô được nhận xét là ngày càng quyến rũ. Gần đây, Diệu Nhi thay đổi phong cách thời trang. Cô thường mặc trang phục gợi cảm hơn hình ảnh. Mới đây khi nữ diễn viên mặc trang phục cúp ngực khéo léo khoe vòng một được nhiều người hâm mộ chú ý. Họ khen ngợi và thích thú trước sự nột sắc của nữ diễn viên hài. Từ hình tượng dễ thương, tinh nghịch có phần này, Diệu Nhi ngày càng sexy gợi cảm hơn. Cô từng đăng tấm hình mặc váy khoe vai trần rồi viết: "Đừng tìm Nhi nữa, Nhi của ngày xưa khác rồi." Đến lúc này chính cô muốn mình thay đổi đầu tiên từ phong cách thời trang. Mới đây khi tham gia liên hoan phim Busan, viết tắt là BIFF, tại Udon Film Han tại Busan, Hàn Quốc, cô cũng chọn thiết kế khoét eo, lệch vai khoe vai trần và đôi chân thon gọn. Diệu Nhi cho biết cô chăm chỉ tập thể dục để có được vóc dáng thon gọn. Cô viết: "Tôi tập luyện thôi chứ cũng chưa được bốc lửa. Chụp ảnh thì nhờ nhiếp ảnh gia chỉnh hình bóp eo dùm, điều đó khiến tôi có động lực đi tập thêm cho đẹp để các anh chị phóng viên đỡ cực." Diệu Nhi với váy dáng cúp ngực và cách tạo dáng gợi cảm, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi không có ý định xây dựng hình ảnh Diệu Nhi sexy bốc lửa sâu hàng." Mới đây, Diệu Nhi vướng nghi vấn đã chia tay anh Tú. Cả hai ít xuất hiện cùng nhau và cũng hạn chế tương tác trên mạng xã hội. Thay vào đó, nữ diễn viên thường bày tỏ những quan điểm mà cô đúc kết trong cuộc sống: "Chúng ta chỉ sống một lần mà thôi, chẳng có ai dễ dàng cả. Hãy trở thành một người khó tính chút, tính cách có tốt xấu, lòng thương thiện có giới hạn, trái tim của bạn hãy trao cho đúng người. Đừng nhượng bộ kẻ ức hiếp bạn, đừng quan tâm kẻ lạnh nhạt với bạn, đừng đi theo kẻ coi thường bạn, hãy để tính tốt của bạn cho người đối tốt với bạn, hãy để lòng lương thiện của bạn dành cho những người biết cảm ơn." Nữ diễn viên chia sẻ dòng tâm sự mà cô sưu tầm. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.